Sau đây là kết quả xổ số Đà Lạt, Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 04. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 705. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8058, 7668, 1813. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2428. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 99539, 04240, 06544, 33359, 92898, 28667, 12763. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 21508, 95572. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80145. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 33763. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 743942. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 743942.